Rồi anh sẽ cưới vào thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Ok mọi người ơi, hôm nay là ngày đám cưới của mình rồi. Mình chuẩn bị đi đón dâu cả nhà. Người yêu ơi, hãy nói anh nghe. Chúng ta yêu nhau, thương nhau, bên nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh yêu em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này. Cả cuộc đời chỉ mình em thôi vợ yêu ơi. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy... Ok anh em ơi, vậy là tôi đã đón dâu xong rồi anh em nhá. Bây giờ là chúng tôi đang di chuyển để đi về. Đó. Hiện tại là Kiên đang đưa Phạm Thư đi đón dâu Phạm Thư về bằng Mui Trần Lexus em nhá. Đấy kia là đang sao là Ứng Si Sơn nhá. Duy Bin nhá anh em nhá. Đó. Và phai nhà anh em ơi. Đấy. Tôi là ở trên đây, là tôi là đây là Phạm Tư này đấy. Kia là đội idol ở Hà Nội nhá. Đấy. Kiên chủ ấy sao lại được mười bài á? Mày lên mười bài này. Mười bà. Thôi em lấy một thôi, em lấy một thôi. Mấy anh bảo là mình lấy được mười vợ thôi, mình lấy một. Nếu mà Kiên chủ lấy vợ hai thì Tư này luôn. Thôi mình lấy một mà vợ thôi anh em ạ. Lấy nhiều vợ hơi mệt. Hơi mệt. Em nhìn xe đằng sau là dài quá luôn. Đấy. Nhà chồng mà bao nhiêu xe xuống? Cái gọi là 3 xe. Xe vào đi, xe nào lên không? Có. Nào. Thì hình như là không nhớ là một xe khách to 29 chỗ với cả là bao nhiêu xe nữa. Đấy. Từ đây về nhà mà mình chắc khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 20 cây. Chúng mình còn tầm nửa tiếng nữa về tới nhà được mọi người ạ. Đó, anh em hóng ngoài này đâu đó đúng không? Cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho Thư và Kiên nha. Cảm ơn mọi người rất là đáng nói chung là rất là nhiều anh em hóng chứ không phải mình Dư. Đúng rồi. Đấy. Thật sự là cái lúc mà đang ngồi trong phòng với mọi người để đợi chú rể vào, hồi hộp dã man luôn. Không ngờ là chú rể của mình đẹp ra như thế này. Anh em ạ, hôm nay tôi ăn quả vét đúng lú luôn. Quả vét nóng. Ôi trời ơi, quả dày luôn à. Cười dày luôn. Tôi cười dày về tôi đi người khác. Đấy, tôi chú rể tôi cười dày luôn. Cười dày luôn. Chú rể của tôi đấy mọi người ơi. Đây. Dày luôn. Đi được có nửa đường đã tẩy dày rồi. Nóng lắm anh em ạ. Đấy, nóng lắm. Tốt nhất là tôi tẩy dày ra, tôi cho sáng. Bởi vì thấy là nóng. Tôi lấy chồng lãi thật đấy mọi người ơi, vàng đeo đầy người, sướng thật. Không biết là lẽ nữa mình về mình mặc mua Asmi dùng nhỉ? Không ạ, phải mặc vest chứ. Nóng. Nóng cũng phải chịu một tí. Lấy được vợ thì khổ một tí cũng được đúng không? Chị có được không? Đây mới là bước khởi đầu của cưới vợ đấy. Vá một cái là sang ngày thứ hai rồi. Đây con sẽ lại điện thoại nhá, sao được không? Vá một cái là sang ngày thứ hai rồi anh em ạ. Đấy, mới một cái ngày nào mà hai đứa còn yêu nhau. Thế mà bây giờ đã là ngày cưới nhau rồi. Thật là nhanh anh em ạ. Quá là nhanh. Anh bảo là yêu hẳn 5 năm luôn đấy.
cô quá giỏi với quán hình luôn. Ai bảo? Mọi người, tất cả mọi người, ông bà, cô bác, chú gì đều ngưỡng mộ. Nào là khen Thư gói rồng đẹp trai, tâm lý. Xong rồi là bảo là ngưỡng mộ tình yêu như tận 5 năm. Quá ngưỡng mộ luôn. Cảm ơn bạn luôn yêu chủ tớ. Đây là cảnh rước cô dâu về nhà anh em nhá. Đấy, chú gì rước cô dâu về anh em ạ. Đấy, chú là tất cả xe đằng sau nhiều lắm anh em ạ. Còn bây giờ chú gì rước cô dâu về rồi, bây giờ anh em di chuyển đi thôi anh em ạ. Đẹp chưa anh em ạ? Ấy trời. Đấy, anh chú để rước cô dâu về anh em ạ. Đấy bây giờ chú để rước cô dâu về đến nhà đến nơi rồi anh em ạ. Kính thưa quý vị, một cái thủ tục không thể thiếu được trong mỗi buổi lễ tảnh hôn, đấy là cô dâu sẽ trao cho chú rể chiếc nhẫn yêu thương, và chú rể cũng vậy sẽ trao cho cô dâu niềm tin, sự trông đợi và mong muốn kết nối trăm năm hạnh phúc. Ban tổ chức chúng tôi cũng mong muốn và cũng như toàn thể các cụ, các ông, các bà, những quý vị có mặt trong khán phòng này đều mong muốn cô dâu chú rể sẽ trăm năm hạnh phúc bên nhau, và họ sẽ luôn luôn cười tươi mỗi khi gặp khó khăn và luôn song hành cùng nhau trong những phút mà thành công, để các cụ, các ông, các bà sớm được chứng kiến những giây phút thành công lớn hơn nữa của chú rể Trung Kiên và cô dâu Phạm Tư. Và ngay bây giờ thì đến là một thủ tục không thể thiếu ạ. Chào một tay thật lớn của quý vị để chú rể trao nhẫn cho cô dâu, và cô dâu nhận nhẫn của chú rể, cô dâu lại trao nhẫn cho chú rể, và chú rể nhận nhẫn của cô dâu. Vâng, một tràng pháo tay ạ. Chào rồi, thì buổi lễ này chúng ta liên quan đến rất nhiều máy quay nên là yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến mau mà thôi, không xa vời nữa đâu. Vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Rồi anh sẽ mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến mau mà thôi, không xa vời nữa đâu. Vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Chào mừng quý vị
Trận đấu hôm nay tốt tuyệt vời của Sĩ Kiên và Phạm Tư. Chiến thắng bắt đầu 10 đến đi ạ, 9 8 7 6 5 4 3 2 dường như là tôi thấy là từ đầu chương trình đến giờ chú rể Trung Kiên và muốn nói điều gì đến với toàn thể quý vị, những quý vị quan khách có các mặt trong khán phòng này đúng không ạ? Xin trân trọng và kính mời các cùng công và lắng nghe đôi lời tâm sự của chú rể Trung Kiên, xin mời. Trước hết thì em xin cảm ơn tất cả hai bên hai họ, nhà trai nhà gái đã đến đây và tham dự buổi chung vui hạnh phúc của hai vợ chồng của con. Thì lời đầu tiên mà Kim muốn dành tặng và Kim muốn nói là Kim muốn nói tới với vợ của mình. Thì Kim cảm ơn Phạm Thư, người đã luôn luôn đồng hành cũng như là luôn luôn che chở cũng như là luôn luôn bên Kiên những lúc mà Kiên khó khăn, những lúc mà Kiên không có ai bên cạnh. Thì thực sự luôn là bây giờ em đang rất là vui và em cũng không nói gì cả ngoài từ cảm ơn em, cảm ơn em đã làm vợ của anh. Và anh sẽ hứa không bao giờ anh làm em phải khổ hay phải khóc. Vui. Vỗ tay đi ạ, quý vị dành một tràng vỗ tay đi nữa đi ạ. Xin kết thật sướng đến các cô cùng các bà, các anh của ban tổ chức ở nhà chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Giúp cho cô dâu chú rể một ly trà để cô dâu chú rể có thể đến tận nơi để cảm ơn các cụ công các bạn. Và kính thưa quý vị, những cái phần khá quan trọng của buổi lễ ngày hôm nay cũng là ok rồi, nhưng mà ngay bây giờ trên sân khấu này quay trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi biết ở đây có rất nhiều quý vị, các anh, các chị, các bạn, những ca sĩ, những nghệ sĩ, những người xuất sắc vô cùng duyên dáng và giỏi giang trên các kênh sóng truyền hình. Và một lần nữa thì vô cùng cảm ơn về lời mời của chú rể để vào có vinh dự đứng trên sân khấu này trước các cụ công các bà và quý vị quan khách ở đây chứng kiến buổi lễ hạnh phúc đặc biệt này. Còn ngay bây giờ thì một xuyên diện nữa của anh Mạnh Hakino. Các bạn trân trọng giới thiệu lên sân khấu và đăng ký của anh Mạnh Hakino sẽ có những cái lời chúc phúc và những cái chương trình đặc biệt gửi đến quý vị trong chiều nay. Quý vị có thể chào một tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Nhi Hoa rất là nhiều. Lần đầu tiên cho Mạnh Hakino xin được gửi tới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các quý cô ông quý cô bà, các thanh niên nam nữ cũng như là các bạn có mặt trong buổi thành hôn của em Kiên Trổi ngày hôm nay. Thì em thì không được dẫn chương trình hay, diễn giỏi như là anh Hiệp, cũng không hát hay được như là bạn Xuân Tỉnh. Em thì cũng chỉ luyên thuyên vài câu thôi. Mục đích chính của em hôm nay đến đây là để vừa chung vui với cả em Kiên, là ăn trực nữa. Nhưng mà hết cỗ mất rồi. Thế thì hướng dương thì cắn rồi, thì bây giờ sau đây em xin được gửi tặng em Kiên và em Thư một bài hát. Và cái này là Anh Là Của Em, sáng tác của Karik. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc.